có lá bài của mình chưa? Hãy phân phát đảm bảo cho tất cả các thành viên đều có lá bài của mình nhá. Vì ra trên tay của các bạn. Chưa gì đã vỡ tâm của tôi rồi. Rồi, các bạn đã được phát là hơn 50 lá bài. Đó, chúng ta chắc thành viên các xe không đến 50 đâu. Đúng không ạ? Bây giờ mỗi thành viên có một lá bài giúp tôi. Và trên này tôi đã chuẩn bị 5 cái bát chứa bột mì. 5 chiếc cốc đã được phân bổ về phía cuối xe của mình chưa ạ? Cho tôi hỏi 5 chiếc cốc đâu ạ? Rồi, chúng ta đặt thẳng hàng về phía cuối hàng của mình. Cho tôi 5 xe, mỗi xe 1 chiếc cốc. Rồi các bạn đội trưởng chú ý cho tôi nhá. Các bạn đội trưởng sẽ là người mà vất vả nhất trong cái trò chơi này. Đó chính là phải chạy lên đây để lấy bột giao cho tất cả các thành viên phía cuối xe của mình. Được chưa? Nhiệm vụ của chúng ta là gì? Bẻ cong lá bài để làm sao hứng được nhiều bột nhất. Đặc biệt là lá bài của các bạn sẽ được điều khiển bằng miệng của mình. Các bạn ngậm hết lá bài của mình lên miệng đi ạ. Được chưa? Sẵn sàng chưa? Chiếc cốc của mình hãy mang xuống cuối hàng đi. Chiếc cốc này sẽ có nhiệm vụ là đựng đầy bột. Đội nào đựng đầy bột nhanh nhất vào chiếc cốc này thì sẽ giành chiến thắng và được cộng ngay 1.000 điểm. Cơ hội đến với phần thưởng 1 triệu của chúng ta rất là cao. Sẵn sàng chưa ạ? Các bạn đội trưởng đâu ạ? Tôi chưa bắt đầu mà, về chỗ đi. Được chưa? Chúng ta hãy cùng lùi lại phía sau 5 bước. 1 2 3 4 5. Được chưa? Hai hàng thật thẳng nào. Vì mỗi lớp sẽ có hai hàng, chính vì thế tôi sẽ cầm thêm một bạn đầu hàng của hàng thứ hai. Ngoài bạn đội trưởng ra thì bạn ấy cùng lên lấy bột cùng với các bạn để giao về cho đội của mình nhá. Chúng ta có hai hàng. Sẵn sàng chưa? Khi MC Hô bắt đầu thì chúng ta ngay lập tức cho đây để giành chiến thắng thì chúng ta cần với tốc độ. Và MC lưu ý, chúng ta càng cười nhiều, càng thở bằng mũi nhiều thì tốc độ chạy của dòng bột ở trong lá bài của mình rất nhanh và sẽ di chuyển được sang bên lá bài của bạn. Được chưa? Các bạn đã sẵn sàng chưa? MC chuẩn bị hô nhá. 3 2 1 bắt đầu. Chúng ta phải bẻ cong lá bài thì mới có nguy cơ, mới có cơ may để chúng ta lấy được một. Được chưa nhỉ? Các bạn lưu ý, chúng ta dưới hàng phải đứng thẳng thẳng hàng cho tôi. Wow, bạn này rất là khéo, rất nhiều hơn đội của mình đâu ạ. Chúng ta phải truyền cho nhau nha, không bạn nào chạy đi xa. Đấy, đúng vào hàng, đúng vào hàng. Đúng vào hàng cho tôi, đúng vào hàng. Đúng vào hàng, đúng vào hàng. Đúng rồi, đúng rồi. Chúng ta truyền cho các bạn ở phía sau. Truyền cho các bạn phía sau đi ạ. Truyền cho các bạn phía sau. Các bạn đừng có tôn kích sân khấu của tôi như thế này nhá. Chỉ có bạn đội trưởng và bạn đứng đầu hàng làm việc này thôi. Tất cả các bạn còn lại chúng ta quay trở lại hàng cho tôi. Các bạn đội trưởng thôi nhá. Các bạn đội trưởng thôi. Các bạn ở thành viên còn lại chỉ có chờ đợi ở đây chỗ đâu. Ngậm vào miệng nhá. Các bạn lưu ý ngậm vào miệng nhá. Ngậm vào miệng nhá. Các bạn thấy bẻ cong lá bài làm sao chúng ta hứng được nhiều bột nhất có thể. Được chưa? Thật nhanh, thật nhanh. Để tôi đi phía cuối sân khấu sẽ là chiếc ly của chúng ta có thêm thứ 1 là chưa? Đội của chúng ta đâu rồi ạ? Đội nào bị cắt hàng thì ngay lập tức chủ động tâm điểm.